Không chỉ những vụ lấn làn mới khiến người tham gia giao thông phải đau đầu và bất an, mà ngay sau khi xảy ra va chạm, những xô xát, thậm chí là quyết chiến ngay trên đường cũng đủ khiến các bác tài và người tham gia giao thông phải lắc đầu ngao ngán. Đây là một vụ xô xát được camera ghi lại trên đường Quang Trung thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Theo đó, một chiếc taxi đã va chạm với một cặp vợ chồng chở nhau trên xe máy. Sau va chạm, hai bên cự cãi và dẫn tới đánh nhau ngay trên cầu. Dù rất nhiều người chứng kiến đã bấm còi với hy vọng là kết thúc vấn đề, nhưng mà cả hai bên vẫn quyết chiến gây ùn tắc kéo dài. Vụ việc trên không phải là trường hợp hiếm gặp khi mà tham gia giao thông. Tuy nhiên, việc ý thức về hành động và kỹ năng xử lý tình huống của nhiều người vẫn còn hạn chế, dẫn đến những vụ xô xát không đáng có. À, đó. Thì ra câu chuyện là như vậy. Đó, cái chuyện đó nó không có đáng gì cả. Mà bây giờ hai người đó cứ đứng ở trên đường và chửi nhau, chí chóe như vậy, thậm chí là còn ẩu đả nhau nữa. À, ở đây cái câu chuyện chúng ta không phải chỉ là gói gọn trong cái chuyện giống như là mình nói ở đầu là hôi của, mà là cái cách hành xử của chúng ta khi mà lưu thông trên đường. Lỡ như vô tình có một cái sự va quẹt, một cái sự đụng chạm nào đó, thì cách hành xử của chúng ta nên như thế nào cho nó đúng mực. Khi người ta gặp một cái sự cố va quẹt gì đó trên đường, tại sao người ta dễ dẫn đến cái sự nổi nóng rồi dẫn đến xung đột? Trước tiên là họ không kiềm chế được cái cơn nóng giận của mình. Cái thứ hai nữa là một phần là em cũng do là có thể là do họ bị áp lực công việc, cho nên họ không control, họ không kiềm chế được, họ không kiểm soát được cái bản tính của mình. Và một điều nữa cũng có thể là do thời tiết. Ok, mình cứ đổ thừa cái thời tiết đi.